Chào các bạn đã quay trở lại với channel Invest và Travel của Jason Hôm nay thị trường lại tiếp tục lên rất là tốt Trước khi vô chủ đề hôm nay thì Jason muốn nhắc lại một chút xíu về cái cổ phiếu Tesla Cái weekend vừa rồi mình làm một số video nói về cổ phiếu Tesla Vì rất nhiều người đã hoang mang nghĩ rằng Tesla sẽ về cái giá 50 Và mình đã làm một vài video giải thích, phân tích cho các bạn biết Cái tương lai cũng như tiềm năng của công ty Tesla ra sao Thì bây giờ các bạn thấy kết quả cái giá của Tesla khi mình đang nói chuyện với các bạn Thì khoảng tầm 245 đồng khi các bạn có kiến thức, các bạn có hiểu biết, thì các bạn không cần phải nghe những cái phân tích thất thiệt từ những người khác, các bạn sẽ tự phân tích cho bản thân mình, các bạn sẽ hiểu được mà thôi. Và đừng quên subscribe vào channel của Jason để khi mình làm video thì các bạn nhận được thông báo đó và cũng đừng quên vào cái trang website của Jason, JasonLayTrading.com để các bạn có thể biết thêm chi tiết về những lớp học mà các bạn cần phải có khi các bạn muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán. Và hôm nay Jason muốn trả lời cho các bạn một câu hỏi mà có người đã hỏi Jason. Và khi thị trường đi xuống thì đó là thời điểm tốt để mình có thể đầu tư mua bán tại vì giá cả nó rẻ và khả năng stock sẽ phục hồi lên lại. Còn khi thị trường đang đi lên nhiều thì mình sẽ đầu tư mua bán như thế nào? Trong một cái video trước thì mình cũng giải thích cho các bạn về hiện tự gọi là momentum. Có nghĩa là khi thị trường đi lên là cái trend trong thị trường chứng khoán người ta dùng cái từ là cái trend. Có nghĩa là cái xu hướng nó đi lên thì các bạn cứ việc mua theo cái xu hướng đó. Còn khi xu hướng nó đi xuống thì các bạn cứ mua theo xu hướng đó. Dĩ nhiên các bạn cũng phải cần có một chút kiến thức về coi cái chart để các bạn biết cái xu hướng đi lên còn bao nhiêu nữa hoặc là xuống đi xuống sẽ còn tiếp tục xuống bao nhiêu nữa. Nhưng khi thị trường chỉ mới bắt đầu đi lên và cái xu hướng đi lên là cái trend nó còn uptrend đi lên thì các bạn cứ việc mua theo cái đường hướng đi lên và ngược lại mà thôi. Khi nó đi xuống thì các bạn cứ việc mua theo cái đường hướng đi xuống. Nhưng các bạn cũng cần phải biết cái điểm dừng của cái hướng đi lên ở đâu và cái điểm dừng của cái chiều hướng đi xuống là như thế nào. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi thì ví dụ như hôm qua khi test là đang ở cái giá 235 đồng khi thị trường đóng cửa và cái xu hướng nó còn đi lên thì ngày hôm nay các bạn thấy nó đã tiếp tục đi lên đến 245 thì các bạn chỉ việc follow the trend những người phân tích kỹ thuật giỏi thì người ta thường hay nói là the trend is your friend thì hôm nay Jason muốn chia sẻ cho các bạn bấy nhiêu đó thôi à, Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay hy vọng các bạn đã có một ngày trading thật nhiều thắng lợi Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau